ra một tình huống phản đòn. Một tình huống phản đòn Ronaldo. Ronaldo vẫn đang tấn công. Đây là Ronaldo. Quý Duy sẽ phải còn chịu, sẽ phải chịu đựng đến bao giờ nữa? Rồi tốt mà đây này. Hello. Hello anh em. Hôm nay Minh A xin giới thiệu với anh em trên web shop thẻ 365.com, nơi anh em có thể mua thẻ điện thoại hay là thẻ Garena được chiết khấu lên đến 7% và an toàn, uy tín. Link chi tiết mình để phần mô tả anh em nhé. Và có lẽ là lúc này hãy cùng nhau hướng mắt về màn hình để nhìn những bước chân đầu tiên thưa quý vị, nơi mà Minh A và Quý Duy đã sẵn sàng cho loạt trận BO5 có thể gọi là sinh tử này. Ok, và chúng ta thì thấy là in game tới từ Quý Duy có nickname là Suha Bắp Chuối anh em ạ. Trong khi đó thì Minh A vẫn đang ra cái tên của mình, STV Minh A. Hai huấn luyện viên ở trong buổi tối hôm nay cũng đã chuẩn bị rất kỹ càng từ chiều đến giờ rồi. Hãy cùng một lần nhìn qua đội hình của hai huấn luyện viên ở trong trận đấu này để biết là cách dùng nhân sự và sơ đồ đội hình của họ hôm nay là như thế nào thưa quý vị. Đây là Thierry Henry, icon với moment cộng 3 có lẽ là tới từ vị trí của Quý Duy. Đội hình dự báo là rất mạnh. Bước chân rất chậm rãi thưa quý vị, đây sẽ là một loạt BO5 mà nhiều người nói rằng nếu như lỡ hẹn lần này thì rất khó có lần sau. Đây là đội hình của Minh A và chính là Emi Martínez, mùa lai cộng 9. Một đội trung vệ rất bất ngờ là Theo và Hooker, hai biên là Spinazzola và Luxor. Một đội trung vệ là Provider và Matthews, hai cánh là Neres và Pele. Một đội tiền đạo sẽ là Ronaldo và Gullit. Đội hình rất đẹp tới từ Minh A và anh ấy đang vẫn giữ nguyên đội hình của mình ở trong buổi tối hôm qua, vẫn là Kevin De Bruyne đang đảm nhiệm vị trí CDM. Đây là vẻ mặt của Ronaldo, Ruud Gullit, trong khi đó có cả Pele nữa. Còn đây là đội hình ra sân của huấn luyện viên Quý Duy với cái nickname là Suha Bắp Chuối. Bắp chính đó chính là thủ thành Arella, bộ tứ tượng hậu vệ Lukaku, Alessandro Nesta, Paolo Bandini và Hooker. Hai CDM là David Beckham và Michael Ballack. Hai lang cánh đó chính là Pele và Neres, và hộ công cho Thierry Henry đó chính là Ruud Gullit. Anh Tuấn Anh nhìn qua một lần về đội hình này, anh đánh giá hai huấn luyện viên này. Một câu hỏi rất đơn giản, ai là người chọn những cầu thủ ngày hôm nay theo anh là ổn hơn? Thực chất thì nó tương đồng với nhau đến khoảng 85% khi mà những lựa chọn của hai game thủ đều là những cái lựa chọn chất lượng có thể nói là tốt nhất ở từng vị trí rồi. Cá nhân mình thì mình vẫn sẽ hơi nghiêng một chút về đội của Quý Duy khi có hai ITM ở trong đội, đó là Henry và Ballack. Nó sẽ có cái sự đột biến về mặt sức mạnh nhiều hơn. Chúng ta thấy là một cái tên khá mới lạ tới từ sơ đồ của Quý Duy là Julian Lukaku anh em ạ, đang đảm nhiệm vị trí là hậu vệ biên trái. Đây có lẽ là chính xác nó là Jordan Lukaku, là em trai của Ruud Lukaku. Đây là Spinazzola và hãy cùng nhau đến với những diễn biến đầu tiên ở trong cặp trận BO5 có thể gọi là sinh tử ngày hôm nay. Hiệp 1 với quyền giao bóng trước dành cho Minh A trong bộ trang phục AC Milan quen thuộc, màu áo của STV. Đừng quên rằng trước cái tên của Minh A vẫn đang là 3 chữ STV và Quý Duy đang phải thấy điều đó anh đâu. Đó là một tình huống khá nguy hiểm ở trong 4 phút đầu tiên trận đấu này. Quý Duy vẫn rất mạnh ở những tình huống dứt điểm rìa vòng cấm anh em nhá. Xe và dứt điểm ở ngoài vòng cấm là một trong những cái điểm mạnh nhất của Quý Duy. Cực kỳ quyết đoán khi có góc, và đây là cơ hội dành cho Quý Duy. Dứt điểm mạnh nhưng lực lên là hơi mạnh thì phải. Đó chắc chắn là một tình huống quan trọng của 13 phút đầu tiên trận đấu này. Một mà có lẽ là Quý Duy cũng đã lùi người lại một chút để lấy hơi cho một sự bình tĩnh trước cơ hội rất lớn vừa rồi mình bỏ lỡ. Mình ấy cần phải tận dụng cái khoảng thời gian mà Quý Duy đang chưa thực sự gọi là nóng máy. Mình ấy đang chơi tốt hơn ở những giây phút đầu tiên. Provider, Pele bị bắt bài đến từ phía của một Quý Duy, một tình huống truyền theo bài của mình. Cái điểm mạnh của Minh A đó là khả năng nhìn ra được những tình huống sáng tạo về tấn công, nhưng vấn đề là anh lại thiếu đi sự quyết đoán ở những khâu cuối cùng. Thời gian hiệp 1 đã không còn nhiều và Quý Duy có thể chắc chịu tình huống này. Henry, đây sẽ là cái không gian mà Quý Duy rất hay dứt điểm. Rất nguy hiểm với cú đá vừa rồi, đó là một pha lên lực tốt và một hướng đi đây nguy hiểm. Đây tiềm năng cho tấn công vừa rồi. Cái khoảng mà Quý Duy hay nhất là cái khoảng ở rìa vòng cấm anh em nhá. Đó. Rất chịu có dứt điểm và 1-0 dành cho Quý Duy. Đúng như những gì mà bình luận viên Tuấn Anh đã dự báo về vị trí nguy hiểm nhất của Quý Duy, đó là những cú đá rìa vòng cấm. Quyết đoán, mau lẹ, chính xác, tự tin là những gì Quý Duy thể hiện trong pha tấn công vừa rồi. Và bây giờ là điểm nổ đầu tiên cho một chuỗi những điểm nổ ngày hôm nay có thể sẽ xảy ra với đội tuyển Seven TV. Quá tuyệt vời trong cú dứt điểm vừa rồi ở phút 45 cộng 2. Đó là một pha thể hiện tự tin tốt tới từ Quý Duy với cú sút Với bàn thắng như thế này thì hiệp đấu thứ hai nó rất dễ dàng hơn dành cho Quý Duy anh em ạ. Đó là Pele đường chuyền đánh cho Ronaldo, cái cánh khá thoáng như đó. Đó là một quyết định dũng cảm của Quý Duy thưa quý vị. Một tình huống nếu không phải cú xoạc trúng gần như khung thành sẽ vào tư thế đối mặt. Và đó là sự dũng cảm, sự quyết đoán của tuổi trẻ 23 Quý Duy. Bây giờ là phản công rất khéo. Dẹt đêm này như vậy là không cần. Đó là một quyết định tuyệt vời của Quý Duy. Một chuỗi những quyết định dũng cảm tạo nên một kết quả tuyệt vời. Dũng cảm từ va xoạc bóng để tạo ra một tấn công và quyết đoán với cú đá góc gần này để tỷ số là 2-0. Quá tuyệt vời ở cú dứt điểm vừa rồi tới từ Pele và 2-0 rồi, khó khăn nhân đôi để cho mình này. David Beckham rất khó chịu. 1-1 thì gần như là không thể lấy bóng của Quý Duy được. Henry lại là một cú sút không tốt tới từ Thierry Henry. Và không biết là sẽ có bàn thắng tiếp theo dành cho Quý Duy hay không. Và đây là Ruud Gullit tới đâu? Ruud Gullit đối mặt làm gì? Đây rồi! Và 3-0 đóng gọn trận đấu này. Quá khó dành cho mình người. Một lần nữa thì cái sự khởi đầu này là rất khó khăn. 3-0 dành cho Quý Duy. Rất có thể đây sẽ là một chiến thắng mà nó đánh sập đi cái sự tự tin của mình. Nếu như mình không có bản lĩnh đuổi để vượt qua được cái khoảnh khắc này thì tôi nghĩ sẽ là một cái tình thế có thể gọi là vỡ trận. Chúng ta ở thời điểm rất sớm. Có lẽ là chúng tôi cũng đã đều rất sẵn lòng để đến với game 2 rồi. Xin mời quý vị khán giả hướng mắt về vị trí cabin lúc này, nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau đón chờ trận đấu thứ hai thưa quý vị. Không được, đó là một tình huống thời gian hơi mạo hiểm của Quý Duy ở giữa sân. Ngay lập tức là một tình huống phản đòn. Một tình huống phản đòn Ronaldo. Tuyệt vời ở trong thứ dứt điểm vừa rồi. Đó là Minh A mà chúng tôi muốn nhìn thấy. Một Minh A sẽ trừng phạt tối đa từng sai lầm của những đối thủ theo trường phái tấn công. Bạn dám tấn công, bạn dám cầm bóng nhưng bạn sai với tôi một lần bạn sẽ phải trả nhưng cái giá vô cùng đắt đỏ thưa quý vị. Lần này thì Minh A sẽ là người dẫn trước, trong khi đó thì chúng ta có thể chờ đợi với những tình huống phản công tới từ Quý Duy thôi. Nó sẽ trở lại với cả Quý Duy ở phút thứ 36, Michael Ballack. Thật sự mình nghĩ đây là một trận đấu mà mình không được phép để thua nữa. Bởi đơn giản là với những game thủ trẻ xuất sắc thì cái việc dẫn trước 2 game sẽ là một cái áp lực cực kỳ lớn. Vừa rồi là một pha dứt điểm tương đối nguy hiểm của Quý Duy. Bây giờ sẽ là Pele. Vẫn đang chưa hiểu lắm hai em tôi đang xử lý như thế nào. Có lẽ là áp lực tâm lý nó đang quá lớn với những game thủ trẻ. Henry kìa xuống hay không? Quyết định dẫn bóng xuống dành rất khéo đến từ Quý Duy. Gullit dứt điểm ngay. Đó là một tình huống dứt điểm đây nguy hiểm. Vẫn sẽ chỉ là quả đá phạt góc mà thôi. Chậm lại một chút đi mình. Chậm lại một chút thì anh nghĩ sẽ là hợp lý hơn. Để cho Quý Duy có bóng vào thời điểm này rất nguy hiểm. Là Pele. Mình vẫn lựa chọn là tấn công. Ronaldo. Kevin De Bruyne. Mình ấy vẫn đang tấn công. Đây là Ronaldo. Đó là một quyết định có lẽ là sự thay đổi bản thân của Minh A. Khi mà thời điểm Minh A dẫn 1-0 không được, Minh A sẽ lùi về. Nhưng ở trận đấu ngày hôm nay cụ thể là cái bài Minh A đang nghĩ khác. Minh A dám nghĩ lớn, dám quyết tâm lớn và dám nhận về một kết quả lớn lúc này là 2-0 thưa quý vị. 2-0 ở trong những giây phút này thì quá an toàn dành cho Minh A rồi. Đó là lý do tại sao mà anh Tuấn Anh đã có mặt ở đây ngày hôm nay ạ. Đây rồi, rất khéo đến từ Quý Duy, một lựa chọn quá hay nhưng không đâu. Đó là cái sự đen đủi tới từ Quý Duy và cú sút vừa rồi ở trong chân của Lukaku. Nếu như tôi nhìn không nhầm thì đó là tình huống mà Nesta Quý Duy phá bóng ra ngoài thì phải chứ không phải dứt điểm. Ôi, Mình đang để mất bóng. Đang rất chờ trong tình huống này, vẫn là cú sút từ xa tới từ Ruud Gullit nhưng mà Arella vẫn chơi tốt. Và trọng tài đang nhìn đồng hồ và có lẽ là Quý Duy cần nhìn nhận lại và thay đổi lại góc sút một chút sau trận đấu này. Có vẻ là lựa chọn góc mặt nó đang thật sự là đang có gì đó là hơi lì lợm không. Chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt về màn hình thi đấu lúc này, nơi game 3 khiến đấu bản lề của trận đấu này sẽ được diễn ra thưa quý vị. Tấn công cho Minh này, cái cánh đang khá thoáng dành cho Pele. Ronaldo những quyết định là chuyển về, một lựa chọn nó hack não, có lẽ là hack não cả chính mình luôn từ Minh này. Ronaldo nhưng liệu lựa chọn hack não cả server Việt Nam. Đó là một quyết định tuyệt vời của Minh này. Đó là một quyết định mà có lẽ rằng pha bóng đó anh Tuấn Anh, anh đã từng thi đấu ở những môi trường đỉnh cao nhất, đó là giải Đông Nam Á. Anh đã từng ngồi ở những sân khấu lớn nhất của FC Online Việt Nam. Anh đã từng xem những vận động viên hay nhất của thế giới thi đấu. Nhưng tôi đoán là anh Tuấn Anh chưa từng một lần chứng kiến pha tấn công đó, có phải không ạ? Không nhiều người thích gọi những người sinh năm 99 là trẻ. Có lẽ trẻ đây là Young, Minh Young, Ashley Young, cầu thủ của một chuyển nhượng. Đây là Ronaldo, vẫn là Minh A. Ronaldo đường chuyền đây rồi, Pele quyết định ở phút luôn và bàn thắng đã trở lại, Minh A đang comeback, Minh A đang thêm hoa và Minh A đang chiến thắng. Anh ấy đang thăng hoa chính trong cái phòng thủ của mình rồi anh em ạ. Cú sút vừa rồi là một cú sút rất khó để thủ thành có thể là bắt trọn được và có thể là đẩy ra được. Cái chân của Neres và tỷ lệ dứt điểm rất cao, 2-0. Pele, tỷ số 2-0 của phút thứ 41. Thời gian vẫn còn dành cho hai huấn luyện viên thể hiện những kỹ năng của mình. Thierry Henry rất khéo đến từ Quý Duy, lại là góc gần, nhưng lần này thì thành công. Đó là một cú đá tuyệt vời, một tình huống biểu diễn cá nhân khi Quý Duy biết được rằng là Minh A đang có một hệ thống phòng ngự khu vực rất chặt chẽ để khóa những pha phối hợp của Quý Duy, và sau đó là một quyết định dứt điểm đầy táo bạo. Tỷ số là đã được rút ngang trong có 1-2 rồi, và đó là cái chân tới từ Thierry Henry. Đây là Kevin De Bruyne, đường truyền dành cho Ronaldo, rất hay. Gullit nhả về, đây rồi Ronaldo. Đây là Minh A phiên bản có lẽ là nâng cấp cao nhất trong kỹ năng cá nhân. Chúng ta nhìn thấy một hình ảnh Minh A trong những trận đấu lớn, anh ấy thậm chí không dám sút những pha đề tường. Nhưng ngày hôm nay giữa một sự lựa chọn, SD là một phương án có phần nào đó mạo hiểm, nhưng nó đẹp mắt. Minh A dám chọn sự đẹp mắt đi kèm với sự hiệu quả. Đó là một Minh A có lẽ đang thăng hoa rồi. Michael Ballack rất là bình tĩnh thôi, thực ra là vẫn còn nhiều, không cần phải vội vàng ở trong buổi tối hôm nay. Buổi tối hôm nay chỉ có 2 kèo đấu BO5 thôi, và chúng ta đến với game đấu thứ tư. Không ai xin một quyền tạm dừng nào cả, và họ đã sẵn sàng cho game đấu thứ tư này. Xin mời quý vị đến với game đấu gần như là quyết định của loạt trận ngày hôm nay. Game 4 xin được phép bắt đầu. Michael Ballack, Henry. Có lẽ một lần phản lỗi. Malikio đã lao đến rất nhanh để tắc bóng. Ở những trận đấu gần đây, trận 2 và trận 3 thì Mie đang thủ trung lộ rất là tốt. Ở trận đầu tiên đánh để cho Quý Duy có quá nhiều khoảng trống. Ở đứng trước quả đá phạt đó chính là Thierry Henry và Pele, Ruud Gullit. Không biết là sẽ đưa ra tình huống dứt điểm luôn hay không. Đây rồi, Thierry Henry. Goal! Đó là một bài phối hợp tấn công có lẽ là đơn giản nhưng hiệu quả và chính xác tối đa. Quá tuyệt vời ở trong tình huống tổ chức tấn công vừa rồi. Lại là cái góc gần mà huấn luyện viên Quý Duy thường sút. Có lẽ là Quý Duy đang muốn tỷ số này. Không, rất hay của Quý Duy, ra gôn của Minh A. Và nhưng đó là một sai lầm vị trí của Quý Duy. Một sai lầm của Minh A rồi, lựa chọn ra gôn không thật sự hợp lý. Và lựa chọn dứt điểm của Quý Duy cũng là rất tỉnh táo. Thêm một lần nữa là cú đá góc gần và 2-0. Quá tuyệt vời dành cho Quý Duy, cái ấy đã chắc chiêu tình huống rất tốt. 7-3 rồi, kèo đấu thứ 5 như người ta bị Tuấn Anh đã dự đoán. Quý Duy vẫn lựa chọn tấn công à? Như vậy là không lốp vào đầu mà đó là một tình huống dứt điểm này. 3-0, 3-0 này. Hai vận động viên của chúng ta đang tạo nên những trận đấu thực sự là không thể tin nổi. Quý Duy thua game 1, xin ông viên rằng là thắng game 1, sau đó thua 2 game rất bạc nhược, và vào thời điểm vừa thua 2 game rất bạc nhược thì Quý Duy lại thắng một trận đấu rất tưng bừng. Và đó là cái lối sống cầu toàn tới từ người già trước tuổi Minh A. Tôi nghĩ đó là cái giá trị khi chúng ta theo dõi được những game thủ trẻ thi đấu. Họ luôn mang lại những cái thế trận nó cực kỳ khó đoán, và đây là 1-3 cho Minh A. Game vẫn còn dành cho Minh A 14 phút nữa. Không biết là mình thích đá game khó hay game dễ này. Còn nếu mà chúng ta còn khoảng 14 phút nữa mà Quý Duy để hòa 3 đều thì có lẽ là tôi đã biết được người ở STV là ai rồi. Với Minh A một hành trình từ Sài Gòn ra Hà Nội để phát triển sự nghiệp live và phát triển cả sự nghiệp tuyển thủ. Nếu như Minh A bị rớt xuống đội 2 có lẽ nó sẽ là một nỗi đau lớn với Minh A. Không để quý vị khán giả chờ đợi đâu nữa, hãy cùng nhau hướng mắt về màn hình, nơi mà sau khoảng 15 phút nữa thôi, tất cả sẽ tỏ tường với những diễn biến của một hành trình rất dài chúng ta đã đi. Xin phép mời quý vị khán giả hướng mắt về sân thi đấu thưa quý vị. Nỗ lực tới từ Quý Duy để có thể là chiến thắng và mang hóa STV ở buổi tối hôm nay cũng rất cao anh em ạ. Có lẽ là những người trong team chúng tôi, Macho, Rudy, những hai người anh đang ở X-Men thì cũng đang rất mong chờ xem ai sẽ là người đồng hành cùng các anh ở giải đấu tới. Liệu có vẻ là Minh A, bộ khung 4 người được giữ lại, hay là một màu sắc mới đó là Quý Duy. Đây là Ruud Gullit trong tay của Minh A, power shot đây rồi nhưng không được. Đó là một pha cản phá xuất thần tới từ Afrocell. Arella vẫn là sức ép tới từ Minh A. Ruud Gullit hữu thúy hữu đón ball bứt tốc và đó là sẽ để góc gần, nhưng mà Afrocell Arella vẫn đang làm tốt với nhiệm vụ của mình. Được sao trước những pha nã đại bác tới từ Minh A, và bóng sẽ trở lại với cả Minh A. Minh A đang tấn công rồi. Ronaldo, Quý Duy sẽ phải chịu đòn đến bao giờ nữa? Ronaldo và Pele 1-0 dành cho Minh A với một pha Ronaldo và Zed. Cuối cùng thì Minh A đã cụ thể hóa bằng ấy những lợi thế, ngăn đó những người của mình bằng điểm nổ đầu tiên trong trận đấu chung kết với bàn thắng này của Gullit. Jordan Lukaku, nhưng nó lại là một chuyền sai tới từ Quý Duy và Minh A đang bình tĩnh. Ronaldo quyết định là sẽ trả lại Gullit, chuyền lên một nhịp nữa, như vậy là Quý Duy dứt điểm này. Đây rồi, vẫn không được. Đây rồi, 2-1 Spinazzola. Tình huống rất bất cẩn của Minh A và đây là gol dành cho Quý Duy, cơ hội bằng vàng. Làm gì? Không vào và điểm quá tệ. Đó lại là một phút chập chững tới từ vị trí của Quý Duy. Cái kinh nghiệm của bản lĩnh tới từ Minh A khi đã dâng gol lên và ép sát Spinazzola vào trong để có thể là khép góc và khiến cho đối phương không thể tung ra một pha căng ngang được. Trong người đồng đội đang chạy chỗ. Rất hay, người Hà Lan bay. Không vào, quá đen. Quá nhiều cơ hội cho Minh A, ít nhất là 10 tình huống dứt điểm trong trận đấu này rồi. Và Minh A chỉ ghi được một bàn là thật sự là quá ít, chỉ tới 10% chuyển đổi. Câu quyết định của trận đấu này, của cả loạt trận này, và Minh A là người chiến thắng. Minh A đang rất gần với đội của Seven TV rồi thưa quý vị. Chiếc ghế này sẽ không thay đổi. Và đây sẽ là một cuộc tấn công dành cho Minh A. David Beckham, Beckham dẫn ra biên và có thời gian. Một chút nữa thôi, còn một chút nữa thôi, rất mỏng anh. Còn đúng 2 phút nữa thôi. 2 phút dành cho Quý Duy. Không được rồi. Có lẽ là hết rồi. Duy còn ném biên thẳng cho Minh A nữa. Hết rồi. Và chúng ta có thể thấy ở trên màn hình điện tử đó chính là Minh A sẽ ở lại với màu áo của Seven TV.